Cô tên là Nguyễn Thị Minh, năm nay cô 63 tuổi. Hiện tại bây giờ cô đang ở bệnh viện đang ở tổ 3 Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Trước đây là cô công tác ở bệnh viện Thị Đa khoa thị xã Tam Điệp. Cô làm công về bên điều dưỡng. Cô bị bệnh tiểu đường lâu chưa ạ? Và lúc mới phát hiện ra thì cô thấy cơ thể mình có cái dấu hiệu như thế nào cô? Cô phát hiện ra tiểu đường là từ năm 2005. Khi cô cảm thấy là người là nó yếu đi, sút cân, mà người đi lại không khó khăn, cô đạp xe đi làm là rất khó khăn, mà chân tay cô là tê bì hết. Cô sút bao nhiêu cân rồi? Cô sút 13 cân. Cô làm ở bệnh viện, cô kiểm tra luôn. Kiểm tra luôn thì thấy lúc bây giờ là bệnh viện chưa có định lượng mà là định tính. Thì thấy cô xét nghiệm nó giải thì đường huyết của cô là nó quá đặc. Thế cho nên là họ bảo là cô bị tiểu đường. Thì hôm sau cô đi xét nghiệm máu thì đường huyết của cô là lên lại có 7,4. Vậy nhưng mà 7,4 thì các bác sĩ bảo là cô chưa cần phải dùng thuốc, thì để từ từ đã. Thì sau một tuần cô đi xét nghiệm nữa lại lên 9 phẩy. Vậy là lúc bây giờ xác định là đúng là bị tiểu đường. Vậy là bắt đầu là cô về là cô dùng thuốc Tây. Đầu tiên là cô dùng là glucophage 500mg. Xong bắt đầu cô chuyển sang glargic. Xong là đến bây giờ thì hiện tại là cô đang dùng cái loại... Cô vẫn đang dùng cái loại glargic nhưng mà loại 80mg. Còn trước cô dùng cái loại chỉ có 30mg thôi. Cô sử dụng thuốc Tây thì cô thấy là cái chỉ số đường huyết của mình nó có hạ nhiều hay không ạ? Cô dùng thuốc Tây nhưng mà đường huyết của cô vẫn cứ lên, vẫn không xuống. Mà cô dùng ngày 2 viên mà đường huyết vẫn không xuống. Đường huyết xuống là luôn luôn là đường huyết luôn luôn là trên 10 phẩy. Vậy đến năm 2010 thì là cô bị cô dùng cái loại thảo dược nhưng mà cô cũng không biết nó là cái cây gì, chỉ thấy chị em người ta cho thì về dùng nhưng lại bỏ thuốc Tây mất 12 ngày. Thì khi cô tự nhiên là cô thấy là người nó khó chịu, hàm nó cứng, thì cô lên giường cô nằm là lúc bây giờ là nó cứ từ từ nó liệt dần, là lúc bây giờ là cô bị tai biến. Lúc bây giờ đường huyết lên 16,5, huyết áp lên 175. Tháng 12 âm năm 2010 là cô bị tai biến. Đến năm 2011 thì cô lại bị một lần nữa. Cô ngủ dậy là cô bước xuống dưới đất, cô đi thì cô ngã, cô không nhìn thấy gì nữa, mà tự nhiên có một lớp là nó đen xì nó che trước mặt. Xong là cô đi ra đến, cô bước xuống dưới giường là cô đã ngã rồi. Cô đi ra ngoài sân là cô phải sờ. Thì lúc bây giờ là cô bảo chú ấy đưa cô đi khám. Thì ở bệnh viện, mấy không đến bệnh viện nhưng mà đến nhà mấy chị của bệnh viện. Thì các chị bảo là cô mà chị bị biến chứng do tiểu đường rồi. Nói chung là đục thủy tinh thể gần hết rồi. Vậy thì cô cũng lo và cô cũng khóc. Cô bảo là bây giờ thì nếu mình mù thì bây giờ chết mất thôi. Là nhưng mà đường huyết của cô lúc bây giờ là đi xét nghiệm thì là cũng hơn 8 phẩy. Vậy cho đến năm 2012 là cô vẫn lại bị một lần nữa. Một lần nữa thì khi bây giờ là lúc 8 giờ tối là cô thấy tự nhiên cằm cô nó cứng. Không nói được. Là chỉ có mình cô với thằng cháu ngoại. Vậy cho đến năm 2013 là cô tự nhiên đến tháng 7 là cô đọc cái tờ báo để cô thấy như vậy. Là cô nghĩ đi mua Bonizabeth cô uống luôn. Khi đọc một cái, đọc buổi sáng buổi chiều là bảo con trai là đi mua thuốc là uống luôn. Thế vậy thì thời gian đầu cô dùng Bonizabeth với liều như thế nào ạ? Người ta nói là dùng mỗi ngày là 2 đến 4 viên. Mà có thể dùng sáng và dùng chiều, nhưng cô dùng luôn một lúc là 2 viên buổi tối. Đấy. Bây giờ là cô thấy là cái chỉ số đường của cô lúc mà ổn định nhất là mấy phẩy của cô? Ổn định nhất của cô là 4,9. Còn thường thường là
5,4, 5,8, 6,1, 6,4. Còn riêng nước tiểu của cô thì không có hiện tượng gì bao giờ. Cô xét nghiệm không bao giờ có hiện tượng. Nước tiểu của cô là tất cả mọi chỉ số là đều bình thường, dưới bình thường. Từ hồi mà cô dùng Bonidiabet đến giờ thì cô có bị tai biến lại lần nào không cô? Từ ngày cô dùng Bonidiabet thì không có tai biến lại lần nào, không có biểu hiện gì khác. Mà cô chắc là cô cảm nhận được là từ ngày cô dùng Bonidiabet là cô khỏi được về cái thận. Trước kia thận của cô đi xét nghiệm lúc nào trong nước tiểu của cô cũng có đường. Và cho đến bây giờ thì 3 năm nay cô xét nghiệm là trong nước giải của cô không có bất cứ một cái gì. Trước cái thời gian dùng Bonidiabet đây là cô lúc nào chân tay cũng tê bì, nhiều khi cô không chải được đầu, không cho tay ra đằng sau được. Nhưng bây giờ thì cái ngày cô định cắt tóc chọc đi, nhưng mà cô nghĩ cô bảo bây giờ mà cắt tóc chọc đi thì cũng trông cũng buồn cười quá. Vậy là cô cố gắng, cô bảo thôi cứ dùng những cái loại thuốc nào mà khi mà thấy quảng cáo là về không biến chứng tiểu đường đấy là cô dùng, thì cô thấy là hiệu quả nhất là cái Bonidiabet, là cô thấy từ đấy đến giờ là mạch ổn định. Còn tất nhiên là thực ra mà nói là mình càng già thì mắt nó cũng càng kém. Nhưng mà mình có cái bệnh tiểu đường là nguy hiểm, cho nên là luôn luôn là phải đề phòng dùng những cái thuốc nào mà nó có tác dụng mà làm cho đường huyết nó ổn định thì là mắt mình chắc chắn là nó cũng sẽ ổn định thôi. Từ ngày là cô dùng là Bonidiabet thì cái thứ nhất là cô cảm thấy là dùng một thời gian là cô thấy chân tay cô không bị tê bì nữa. Cái thứ hai là cô đi lại vận động rất dễ. Mà có thể nói là bây giờ cô như người bình thường. Như người bình thường, cô vẫn đi lại, vẫn vận động, vẫn khỏe vậy. Mắt cô không làm sao cả. Còn trước cô nói thật với cháu là cô ngủ dậy thì hai cái mắt cô y như trẻ con mà nó bị đau mắt ấy. Nó ken, nó bám hết cả hai mắt. Nhưng mà bây giờ thì cô ngủ dậy là bình thường, không có cái vấn đề gì hết. Mà cũng không biết là có lẽ là dùng Bonidiabet mà nó có lẽ giấc ngủ của nó ngon, mà cô không biết là thức đêm là cái gì. Cô ngủ một mạch từ tối đến sáng luôn. Sáng dậy là cô tập thể dục là xong, cô bế cháu cho ăn, rồi là rửa ráy cho cháu, làm hết mọi việc, không có vấn đề gì hết. Sau khi cô dùng Bonidiabet, cô thấy là nó có hiệu lực. Mà người cô là từ đang cái chỗ nó biến chứng như vậy mà bây giờ nó trở thành người rất bình thường, như những người bình thường khác, thậm chí còn khỏe hơn. Vậy cho nên là cô cũng khuyên mọi người là cũng nên là dùng cái Bonidiabet. Tất nhiên là cũng có hãng làm giả, nhưng mà riêng cái hãng Bonidiabet đây, Bonitania, thì là cô thấy là tác dụng tuyệt đối. Vậy cho nên là cô cũng qua cháu thì cô cũng khuyên mọi người là cố gắng, là nó cũng không phải là đắt, mà nó tác dụng cho bệnh của mình như vậy thì cố gắng để dùng, cho làm sao để cho con người nó sống được ngày nào nó khỏe, nó vui là phấn khởi nhất.